Con xin lên lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giết sát 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 thân nô lô ca nó mình phá sơ vi na ca rô cô sắp bành nhu vô thấp bất đi bồ tí sành nhá tô quần đà mơ hình tần nó rắp phù. Cha này giác cần phát bảo vi như ánh vàng như la sơ sáng vẹt mạng vô minh phá tan làm đặc dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin là lễ Pháp Hoàng đáng cho công chúng nhân gian thúng dược. Sân phụ xuất thổ chú gắt tá xa xa quốc vô xích khà xuất cà mô quốc rất thầm mắt xích khắc vô niên đà bất sẵn xa đi hành à đá rù quá rù quanh đà má hành tầng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên vong Phật Đà tâm học mong rõ để mà phát tâm các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin lên lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát thế giác đề chê ná sức thà mê ê tu á tha nặng ta xa bí a nó phà quê ná xa xa dê ná sức thà tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hà Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Hôm nay chúng ta ôn lại cái phẩm hình phạt đánh đá quốc gia. Và này chúng tôi đưa ra tiêu biểu một câu Phật ngôn để rồi chúng ta đi vào trọng tâm của câu Phật ngôn này và hình thức như thế này, tức là câu Phật ngôn 145 chúng ta vừa học qua cách mấy ngày ha. Thì với câu Phật ngôn này có nhiều cái điểm và cũng có nhiều điều mà chư Phật tử yêu cầu hoặc là thắc mắc. Và câu Phật ngôn này chúng ta triển khai như thế nào? Trước tiên là quý vị coi như là muốn triển khai câu Phật ngôn này thì quý vị đưa tay lên đọc câu Phật ngôn này bằng giọng kinh hay là giọng kệ, khỏi cần phân tích trường âm đoạn âm ha. Quý vị đọc qua một lần hoặc là hai lần rồi đi vào trọng tâm, tức là quý vị sẽ nói diễn tả câu Phật ngôn này theo cái quan điểm của quý vị hay sẽ luôn hả, hay sẽ làm có được hay không. Nhiều khi nói một đường là một nẻo. Quý vị cố gắng hãy hướng tâm về câu Phật ngôn này. Và câu Phật ngôn này cũng có những cái điều rất là hay mà trong sự tu tập của chúng ta, câu Phật ngôn này là một kim chỉ nam. Trước tiên thì bây giờ chúng ta sẽ ôn cái câu Phật ngôn này bằng cách đọc theo giọng kinh hay là theo giọng kệ, tùy quý vị. Quý vị thích giọng kinh thì đọc giọng kinh, thích giọng kệ thì đọc giọng kệ, rồi triển khai. Quý vị có ý kiến thế nào thì có sao nói vậy đi ha. Bây giờ chúng tôi xin đọc trước ha, làm gương trước để cho quý vị coi như muốn đọc giọng kinh thì đọc như vậy đó, muốn đọc giọng kệ thì đọc vậy đó ha. Bây giờ giọng kinh thì cũng tương đối bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm, cho nên chúng ta có thể đọc một lần hai câu ha. U đắc cành hít nát dành tí nét tí cà u su cà ra nó mái dành tí tề chát năng đa rùng nam mã dành tí tát cha ca át ta nằng nam mã dành tí xúc ba ta. Đọc lại nữa. Cành hi nát dành tí nết
ti ca ô su ca nam ma dành ti tề cha năng đà rùng nam ma dành ti ta cha ca át ta năng đà ma dành ti sup ba ta. Một lần nữa ha. Ô đa can hi na dành ti ne ti ca ô su ca ra nam ma dành ti tề cha năng đà rùng nam ma dành ti ta cha ca át ta năng đà ma dành ti sup ba ta. Là như vậy, nếu quý vị không thích kệ thì đọc giọng kinh một lần thôi là đọc nghĩa, khi đó quý vị đi vào về sự triển khai. Đó là giọng kinh, còn giọng kệ thì quý vị cũng cố gắng đọc lần hai câu ha. Ô đa căn hi na yan ti na chi ca u su ca ra nam ma yan ti te cha năng đà rung nam ma yan ti ta cha ca an ta năng đà ma yan ti su pa ta. Ô đa căn hi na yan ti na chi ca u su ca ra nam ma yan ti te cha năng đà rung nam ma yan ti ta cha ca an ta năng đà ma yan ti su pa ta. Ô đa căn hi na yan ti na chi ca u su ca ra nam ma yan ti te cha năng đà rung nam ma yan ti ta cha ca an ta năng đà ma yan ti su pa ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc cú ván, bậc tự điều điều thân. Rồi xin nhắc lại, quý vị triển khai thì quý vị đọc theo giọng kính hoặc là đọc theo giọng kệ, rồi phần tiếng Việt khỏi có vấn đề mà coi phân tích từ vựng ha. Khi đọc lên kinh hoặc là kệ và ý nghĩa, rồi chúng ta đi vào sự triển khai, đi vào nội dung của câu Phật ngôn này và theo vị thế nào. Ở đây vừa học vừa hành, chứ không phải là chúng ta học không mà không có hành ha. Không phải chúng ta cần gì theo pháp học mà không có pháp hành. Đấy, câu Phật ngôn 145. Vì Sa Di Su Kha đi theo thầy của mình, tức là ngài Sariputta, và mới có 7 tuổi đầu, nghĩa là bước chân ra ngoài giống như một con nai vàng ngơ ngác, nhìn cái không gian, nhìn cảnh tượng, nhìn những cái sự vật ở bên ngoài đều mới lạ. Và cái mới lạ trước nhất đập vào mắt của cái vị say 7 tuổi, cái dòng nước thường ở trên cao nó chảy xuống thấp, mà từ dưới thấp lên cao, và đưa cái nước đó đi vào tưới những cái cánh đồng ruộng khô hoặc là tưới những cái cây trái, thì một cái sự ngạc nhiên, tại sao nước nó không có công thức nhưng mà người ta lại điều khiển theo ý muốn của mình. Cái dòng nước mà từ ở dưới chảy lên cao, đưa lên trên cao và phân bổ đi những cái nơi khô cằn. Hình thức dẫn thủy nhập điền đó đối với một cậu bé 7 tuổi thấy quá lạ. Thưa thầy, tại sao? Thưa thầy, sao kỳ thế? Thưa thầy, nghĩa là biết bao nhiêu cái tại sao, biết bao nhiêu thì tại sao thắc mắc khi mà quan sát, khi mà nhìn thấy như vậy, thì chúng ta hãy ghi nhận
đó là tầm và tứ. Tầm và tứ, khi nhìn vào một đối tượng, một đề mục, tại sao thắc mắc, quan sát, tìm hiểu cái đối tượng đó là cái gì, tại sao nó không có tâm mà người ta lại điều khiển nó, người ta lại làm theo ý muốn để đem lại những cái vấn đề tốt đẹp cho cuộc đời. Còn ngược lại có người mình có tâm thức, mà tại sao mình lại dở thua những cái vô thức đó? Đó là một sự thắc mắc ha. Sự thắc mắc người dẫn thủy nhập biệt. Thắc mắc thứ hai, một cái cây gỗ người ta đẽo, người ta đục, rồi ta vuốt, rồi cái ta hở lửa, rồi cái ta đưa lên mắt để nhìn coi đây cây gỗ này, cái mũi tên này có thẳng hay không. Gỗ cũng là một vật vô thức, nếu mà người ta làm thành những cái vật hữu dụng có ích cho đời, vậy thì con người mình có tâm thức, tại sao mình lại thua một cái mũi tên, thua một khúc gỗ? Rồi đi tiếp nữa, thấy người thợ mộc đẽo những cái khúc ván để làm cái cắm xe, để làm cái bánh xe, thì người ta họ hở rửa từ một cái cây gỗ thẳng, người ta uốn cong lại làm cái vành xe, cái trục xe. Và đó là những cái đối tượng, đó là những đề mục, đó là những sự thắc mắc tại sao, tại sao. Và để tìm ra cái sự giải đáp này, những cái gỗ vô thức, những dòng nước cũng không có tâm. Vậy thì mình là người có tâm, tại sao mình không điều khiển cái tâm của mình để trở thành những vật hữu dụng? Và thế là đưa y đưa bác cho ngài Sariputta, rồi xin phép ngài đi về. Và Sariputta cũng hiểu rằng cái vị sa di 7 tuổi này bao nhiêu sự thắc mắc, đi về để tìm một cái phương pháp, tìm một cái cách để giải tỏa những sự thắc mắc này. Ngài quan hệ này, chìa khóa này, về mở cửa vô phòng. Và thế là vị sa di này về mở cửa vô phòng với cái hình thức người trì thủy dẫn nước, với cái hình thức kẻ làm tên nắng tên, rồi người thợ mộc uống ván. Đây là ba cái đề tài mà vị sa di này phải tìm lời giải đáp. Nhưng mà quý vị thấy hiểu ha, khi mà cái tâm định lại, một cái sự hướng tâm về mục đích của phàm hạnh, mặc dù có 7 tuổi, và thế là sự quyết tâm này, định lực này làm cho Đức Vua Trời cảm thấy ngồi trên cái bảo tọa không có yên. Cái bảo tọa của Đức Vua Trời để thích mà thúc trên cung trời, thế mà nó nóng lên. Cái nguyên nhân mà nóng cái bảo tọa là hai vấn đề. Một là có người muốn chiếm đoạt cái bảo tọa của mình. Điều thứ hai là một người có giới đức, nghĩa là đương gặp nạn, hoặc là có một cái vấn đề nan giải gì đó. Thì Đức Vua Trời để thích với thiên nhãn của mình nhìn xuống thế gian và thấy rằng ngai vàng của mình không được. Mà cái nguyên nhân thứ hai đó là vị sa di 7 tuổi với một cái định lực rất là mạnh, thế là coi như cái ngai vàng của mình nó nóng là do có oải lực của vị sa di này. Biết được cái lý do như vậy, mình là một cái vị hộ pháp, không hỗ trợ cho người tu, thì đó là không tròn bổn phận. Và thế là sai Tứ Đại Thiên Vương xuống đuổi hết những con chim ở trong khuôn viên của chùa Kỳ Viên, rồi sai thần mặt trời
thần mặt trăng giữ nguyên vị trí, tức là không có di động ha. Rồi chính Đức Vua Trời Đế Thích ra đứng canh cửa, tức là canh cửa không cho phi nhân vào quấy phá, canh cửa không cho người vào làm ồn ào với ngôi chùa, tức là giữ sự lặng để cho cái vị sư gì 7 tuổi thì tu. Như vậy mà cũng chưa có ổn. Chính Đức Phật, một trong năm điều của Ngài, tức là quán coi chúng sanh nào hữu duyên nên tên độ. Và Ngài thấy rằng hữu duyên ngày hôm nay đó chính là vị sa di Xu Khá 7 tuổi này. Vị này khi thấy những cái đề mục người trị thủy dân nước, người làm tên nắng tên, người thợ mộc uống bán, những cái đề mà đề tài này làm cho vị sa di này suy ngẫm về pháp của thế gian và đang tìm thực tánh của pháp, thì Ngài thấy rằng vị sa di này, nếu mà ta không cản trở Ngài Sariputta thì vị này không có thể hoàn thành phạm hạnh, không thể chứng đạt được thánh quả A La Hán. Thế là Đức Phật phải đi ra ngoài sân chờ Ngài Sariputta về vừa tới. Và Đức Phật đặt lên 4 câu hỏi về vi diệu pháp. Khi đặt lên 4 câu hỏi như vậy thì Ngài Sariputta trả lời vừa xong, thì trong ngày vị sa di Sukha 7 tuổi đã hoàn thành phạm hạnh để chứng đắc thánh quả A La Hán. Và Đức Phật bảo hãy đem vật thực vào cho vị sa di trẻ. Khi mở cửa bước vào thì vị sa di trên đảnh lễ, và lúc đó thì vị sa di này cũng đã là một vị thánh A La Hán. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy một người với ý chí tu tập, được chư thiên, được chính vua trời Đế Thích, được tứ đại thiên vương theo phò hộ, theo hộ trì, theo giúp đỡ, rồi cũng được chính Đức Phật cũng bảo vệ cho cái thành quả của vị sư 7 tuổi. Nếu mà để cho Ngài Xá Lợi Phất đi thẳng một vòng thì cái vị này chưa hoàn thành sứ mạng mà mới chứng đắc cái tam quả mà thôi. Chính vì vậy cho nên Đức Phật cản Ngài Xá Lợi Phất bằng 4 câu hỏi. Khi mà trả lời 4 câu hỏi thì trong này cái vị sa di này cũng trở thành một vị thánh nhân A La Hán. Thì đây là một câu chuyện mà để chúng ta thấy rằng bậc tự điều điều thần, các bậc duy trì, tại sao nước không có tâm, cái mũi tên cũng không có tâm, rồi miếng bán miếng gỗ cũng không có tâm, nhưng mà tại sao người ta lại làm thành những vật hữu dụng, còn mình có tâm thức, tại sao mình không điều phục, tại sao mình không có chinh phục cái tâm của mình để mục đích cao thượng trong sự tu tập. Thì qua câu chuyện của vị sa di Xu Khá, đây là một bài học, đây là một tấm gương để chúng ta các bậc trí chi nhìn những cái đối tượng bên ngoài và hãy quay lại với chính mình. Đây là một cái câu Phật ngôn rất là hay, cho nên có những cái trường hợp mà quý vị có thể, trước khi đi vào nội dung câu Phật ngôn này, quý vị chỉ đọc bằng dòng kinh ha, và ý nghĩa của tiếng Việt rồi quý vị chuyển thay. Và nếu quý vị cảm thấy rằng không thích dòng kinh thì đọc theo dòng kệ, rồi ý nghĩa của tiếng Việt, rồi quý vị cho ý kiến về phần này. Khỏi cần phân tích nha, không có phân tích trường âm, đoạn âm gì hết đó,
mà quý vị đọc theo giọng kinh hoặc là đọc theo giọng kệ, rồi quý vị diễn tả theo cái tâm trạng của quý vị qua câu Phật ngôn này. Cho nên cái hình thức mà ôn lại bài, chúng ta đưa ra nhiều bài quá làm rối, thôi chỉ một bài này thôi ha. Rồi quý vị cô động trong nội dung của câu Phật ngôn này, mà có thể rằng những cái ví dụ thường ngày trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy rằng câu Phật ngôn này đã dạy cho chúng ta những bài học như thế nào thiết thực, chứ không phải nói rằng ồ, câu Phật ngôn 145 Đức Phật dạy cho vị sa di Sukha và ngài là một vị thánh tăng thì mình là phàm tăng thôi, học một tí mình là người cư sĩ phàm phu tục tử thì học cái câu Phật ngôn này đâu có ích gì. Không phải là như vậy, mà câu Phật ngôn này là một kim chỉ nam để chúng ta nhìn vào câu Phật ngôn này, tức là chúng ta thấy Đức Phật ở trước mặt của chúng ta, rồi chúng ta thức tỉnh ăn năn để mà tu tập. Tại sao khi mà thấy câu Phật ngôn này, tức là thấy Đức Phật trước mặt của chúng ta? Chúng tôi nói như vậy có nghĩa là khi mà Đức Phật trả lời cho ngài Ananda, là Đức Phật cho biết rằng còn 3 tháng nữa ngài sẽ nhập Niết Bàn, thì ngài Ananda mới hỏi một câu: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà ngài Niết Bàn rồi thì chúng con lấy ai làm thầy? Có ngài thì ngài lo chuyện này chuyện kia, thắc mắc gì chúng con hỏi ngài, nhưng mà bây giờ ngài ra đi ngài vậy, pháp còn lấy ai làm thầy? Thì Đức Phật mới dạy rằng vô vô anan đã mới già thầm mồ chất đề sĩ tô bành nhắc tô tô vô mắm mắt chất đề nát sát thà. Này Ananda, sau khi mình Như Lai nhập diệt, pháp và luật nào Như Lai thuyết án? Chính pháp và luật đó là thầy của các ngươi. Vậy thì những lời dạy của Đức Phật qua câu 145 mà chúng ta đang học đấy, thì cũng giống như Đức Phật đang ngự trị trước mặt của chúng ta, theo cái câu trả lời của ngài đối với ngài Ananda. Pháp và luật nào Như Lai đã thuyết giảng? Chính pháp và luật đó là thầy của các người. Vậy thì câu Phật ngôn 145 chúng ta triển khai như thế nào? Rồi ai là người xung phong? Tức là đọc lên theo giọng kinh hoặc là đọc theo giọng kệ, rồi quý vị sẽ triển khai, khỏi cần phân tích ha. Rồi ai là người đầu tiên? Hôm nay là ngày thứ ba hả? Ngày thứ ba là ngày của Sik Meta nè. Sik Meta hôm nay lễ ba gian bảo toàn triều quy giới, như vậy là Sik Meta là người xung phong câu Phật ngôn 145 đầu tiên. Alo, mời Sik Meta, có sao nói vậy? Sik Meta có chiếc máy xà thủ, xin mời Sik Meta ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, quý vị khác có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quang. Dạ, hôm nay ngài đã tổng kết được, tổng kết lại cái hình phạt gồm có 17 câu pháp cú, và ngài đã chọn ra cho chúng con cái câu 145 là cái câu pháp cú rất là hay và là cũng là kim chỉ nam để cho chúng con
theo đó mà tu tập. Thì nãy giờ Ngài đã hướng dẫn cho chúng con rồi, và bây giờ thì con cũng xin đọc lại cái câu pháp cú này. Và con xin đọc ạ. U đa canh hi na dành tí nét tí ca u su ca ra na ma dành tí tê cha năng ta rung na ma dành tí tắc cha ca át ta năng đa ma dành tí sấp ba ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều điều thân. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và như hồi nãy giờ con đã nghe Ngài đã thuyết giảng về cái ý nghĩa và những bài học ở trong cái câu pháp cú 145 này, thì Ngài đã nói là vị sa di 7 tuổi Xú Khá này đã đi theo vị thầy, tức là Ngài Sariputta, để đi khất thực. Và trong khi đó thì đi thì thấy những cái việc xảy ra trước mắt, như là những người dẫn thủy nhập điền, đưa nước từ ở dưới lên, rồi dẫn nước đi khắp đồng ruộng. Thì Ngài với cái trí tuệ còn nhỏ, mới 7 tuổi, cho nên Ngài thắc mắc là hỏi tại sao mà nước nó không có tâm, mà người ta cũng vẫn điều khiển được, rồi người ta dẫn nước đi từ dưới lên cao, rồi đưa khắp đồng ruộng để mà có nước lo công việc cày cấy, làm việc nhà. Và rồi thắc mắc là cái người thợ mộc, cái cây nó như thế mà tại sao lại bào đục rồi uống thành những vật dụng được, tại sao cây nó không có tâm mà người ta cũng làm được những vật dụng. Thì Ngài thắc mắc là như vậy, con người có tâm thì cũng phải biết điều khiển cái tâm. Và con cũng xin nhắc lại những điều mà Ngài mới vừa nói ra khi nãy, là sau đó thì thầy trò mới đi về, đi khất thực xong rồi mới trở về cốc. Thì khi về đến nơi thì vị sa di này trao cái bát, bình bát cho Ngài Sariputta, cho vị thầy, và có ý muốn là về cốc để mà suy nghĩ những điều mình đã hỏi và đã tiếp tục tu tập. Ngài Sariputta cũng hiểu được cái ý của người học trò, cho nên đưa chìa khóa và bài để cho vị sa di này vào cốc mà tu tập tiếp tục. Ngài Sariputta tiếp tục đi. Và khi trở về thì trên đường trở về thì cái vị sa di ở trong cốc, thì vị sa di này đã tiếp tục hành thiền và nhớ lại những điều. Và nhớ lại những cái điều mà vị thầy đã hướng dẫn khi nãy, và tiếp tục với cái tâm định tĩnh, với cái tâm suy tư, với cái trí tuệ mà vị sa di này đã có. Vị sa di này đã
tiếp tục. Rồi cái với cái sự mà cái động lực mạnh mẽ của vị sa di này đã làm cho vua trời Đế Thích cái ghế bị nóng lên, và vua trời Đế Thích đã quán thấy là đó là do cái động lực mạnh mẽ của vị sa di này. Cho nên vua trời Đế Thích cũng với cái tâm là phải hộ độ cho người tu hành, cho nên cũng đi đuổi chim, không có cho nó bay đi hết để chung quanh cái chùa, và cho thần mặt trời mặt trăng cũng hộ độ cho vị sa di này, và chính cái vua trời Đế Thích này cũng không cho mọi người làm ồn ào chung quanh chùa. Và cái đó thì Đức Phật hôm nay ngài cũng quán xét là thấy là hôm nay là cái vị sa di bảy tuổi này có duyên, đã ba la mật đã chín mùi rồi, hôm nay thì cái duyên đắc đạo của vị sa di này đã đến, thì Đức Phật mới đến trước chùa và đến trước cửa của cái cốc của vị sa di này đang tu tập ở trong đó, và để cản cho ngài Sariputta không có về mở cửa liền, để cho vị sa di này cho hoàn thành được những cái điều mà ngài đã vị sa di này đã thấy ra được rồi, đã tìm được con đường rồi, đã sắp sửa đắc đạo rồi, mà còn thiếu một chút, chưa có được hoàn thành. Thành ra Đức Phật mới cản ngài Sariputta lại và đặt ra 4 câu hỏi để cho ngài Sariputta trả lời. Và khi trả lời xong rồi á, thì vừa trả lời xong á, thì trong cốc ngài vị sa di Xú Khá này, tức là bây giờ đã đắc đạo A-la-hán rồi, trở thành bậc A-la-hán rồi. Thì con thấy là cái vị này đã tu nhiều đời nhiều kiếp, vị sa di này bây giờ là bậc A-la-hán rồi, đã tu nhiều đời nhiều kiếp. Rồi theo cái duyên sự mà con nhớ mà ngài đã thuyết lại hôm học cái câu Pháp Cú 145 này là rất là tuyệt vời, đã từng cúng dường một cái bữa cơm mà đã tốn 3 năm trời làm công không mới được bữa cơm mà đã cúng dường cho vị độc giác, vị Phật độc giác. Cho nên cái phước đó quá lớn, và đã được vị Phật độc giác đức phúc, và cho được những cái điều mà như ý, được đắc được những cái điều mà vị Phật độc giác đó đã đắc, thì cho nên kéo dài cho tới bây giờ. Rồi vị này mới tu nhiều đời nhiều kiếp, rồi có trí tuệ, và ngày hôm nay tiếp tục tu tập với vị thầy là ngài Sariputta mà đã đắc được đạo quả A-la-hán. Thì con thấy là ngài đã nói là cái câu Pháp Cú 145 này là một cái câu Pháp Cú mà đã làm kim chỉ nam
cho chúng con tu tập. Chúng con phải cũng như là cái vị A-la-hán này, thì chúng con phải theo những cái điều mà Đức Phật đã dạy, đã để lại cho chúng con, mà chúng con phải tu tập. Và cũng như Ngài đã nói là khi Ngài Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, thì tất cả những cái luật, những cái pháp nào mà Ngài đã để lại, thì tất cả đều dựa theo đó để mà tu tập. Thì ngày hôm nay con cũng như Ngài đã nói, thì chúng con cũng dựa theo cái kim chỉ nam này, chúng con cố gắng tu tập, cố gắng học pháp, rồi cố gắng thực hành những điều mình đã học, để mà tạo cho mình những cái pháp thiện và tránh xa những cái điều thiện, cái điều bất thiện. Cũng như Đức Phật đã dạy là không làm các điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Và con nhớ mãi cái câu đó mà Đức Phật đã dạy, đã để lại, thì chúng con cũng phải thực hành theo để mà tạo được những cái phước, những cái điều lành, điều thiện, để có được cái phước để mà mang theo khi mà rời khỏi cái thế gian ô trược này. Dạ, con kính cảm ơn Ngài đã giảng dạy cho chúng con từ mấy năm nay, và cũng lần này thì Ngài giảng hôm nay đã đến câu 145 rồi, mà một câu này thật là một cái câu pháp cú rất là hay, là đúng như Ngài nói là cái kim chỉ nam mà chúng con cần phải theo đây để mà tu tập. Dạ thôi con, thì con có bao nhiêu cái điều, con nhớ được bao nhiêu điều đó, và con chỉ có cái ý như vậy thôi. Con kính cảm ơn Ngài, con kính cảm ơn đạo tràng, và con xin nhường mic lại cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và hôm nay con thấy trong đạo tràng thì cũng có cô Kim, cô Quang Thanh, rồi cô Hạnh Kiểm, có huynh Giang Nhất Hà, huynh Đạo Huynh, rồi huynh Hành Pháp. Thì xin Metta, xin quý vị tiếp tục lên chia sẻ câu pháp cú 145 này ạ. Và Metta xin kính mời quý vị ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thạnh, sư Sang, sư Phước Sang, con biết các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Cảm ơn cô Như Quang với cô Mết Tà đã cho tín hiệu nghe rõ. Như vậy có hai người nghe rõ hơi trời. Sư có nghe con rõ không sư? Ủa sư đi đâu rồi ta? Viết lá mùi sư nói cảm ơn hành pháp. Dạ, dạ đủ rồi. Chắc sư mệt rồi, sư đi uống trà rồi. Dạ, trước hết con xin cảm ơn sư, cũng như cô Mết Tà,
Sư đã tóm tắt hết cái phẩm đanh đá quắc giá và phẩm hình phạt. Rồi nhất là sư đưa ra cái đề mục ngày hôm nay để chia sẻ là Kinh Pháp Cú 145. Thì trong vừa rồi thì con nghe cô Metta đã tóm tắt về cái sự việc của Sa Di hạnh phúc gọi là Sukha Samanera. Thì đó là cái phần chia sẻ của cô Metta. Còn riêng con thì con vô chánh vô chính vô cái phần của chánh kinh. Trước hết con xin đọc câu Kinh Pháp Cú 145. Con xin đọc lại theo như sư kêu muốn lên muốn chia sẻ, trước hết là phải đọc lại bằng kinh Thầy Kệ rồi đọc tiếng Việt Nam. Dạ, con xin đọc lại câu Kinh Pháp Cú 145 này. Udakhan hina yam tinatika sukara nam yam tite chananda rum nama yam titak chaka akta nang dama yam tisukdata Udakhan hina yam tinatika usukara nama yam tite chananda rum nama yam titak chaka akta nang dama yam tisukdata Udakhanhi na yanti netika sudakara nama yanti te chanang darum nama yanti takyaka aktanang dama yanti supata. Người chỉ thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bạc tự điều điều thân. Trong câu chính này thì cái chữ mà cái điều mà Đức Phật muốn nhấn mạnh chính là chữ Attanang Dhammayanti Suppata, tức là cái bậc tự điều điều thân. Thì cái vị A-la-hán 7 tuổi này, thì sau khi mà lúc mà còn là Sa Di chưa có đắc thánh quả, thì vị này đã đi theo bậc thầy của mình là Ngài Sariputta đi dọc đường. Tuy là 7 tuổi nhưng Ngài đã đầy đủ ba la mật để mà có thể thành đạt quả A La Hán với sự trợ giúp của Đức Thế Tôn cũng như sự trợ giúp của vua trời Sắc Cá là Đế Thích và các vị bốn vị tứ đại thiên vương cùng các thần mặt trời mặt trăng. Thì trong cái câu này á, bậc tự điều điều thân, thì trong đó tức là cái vị Sa Di này sau khi thấy những ruộng nước mà được dẫn vô do người ta dẫn đi, rồi cây tên được uống nắng từ những miếng dáng đại khái như vậy, thì cái vị này với sự trí tuệ thông suốt, Ngài đã nghĩ rằng tại sao những con vật, những đồ vật vô tâm vô giác đó mà nó còn được làm nên việc, còn mình sao không cần, mình có tâm là sao không làm được. Thì vị này tự nghĩ rằng, rồi tự mình chế nghĩ lấy mình mà đắc A-la-hán quả. Cái câu này nghe thấy dễ nhưng thật ra không có dễ. Cái tự mình chế ngự lấy mình tức là trong cái đó là phải thu chế diệt, thu gồm có thu thúc lục căn, thu thúc lục căn tức là căn của mình có 6 cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi thu chế diệt chế ngự tâm tham tâm sân si thi, tức là mình thu thúc cái sự thấy của mình, cảnh giác ở ngoài gồm có dục trần sắc kinh khí vị xúc pháp, mình nhìn mình thấy đó, mình thu thúc cái lục căn, mình đừng để cho nó đi theo cái sắc trần cuốn hút, rồi mình chế ngự cái tâm tham tâm si tâm thà kiến, rồi trước hết sau đó từ từ diệt hết năm hạ phần kiết sử, gồm có thân kiến hoài nghi với cánh thủ tâm tham và tâm tham tà kiến tâm sân thô, rồi sau mới diệt lên cái bậc cao nó là thượng phần kiết sử, gồm có ái sắc ái vô sắc nhã mạn phóng dật và si mê hay là vô minh avichá. Thì từ từ lên giống vậy, chứ tự mình chế ngự lấy mình mà đắc quả A-la-hán mà không có sự tu tập
nhiều đời nhiều kiếp thì chế ngự theo cái thông thường ít thôi. Chẳng hạn mình thấy mình mập, mình bị cao máu thì bác sĩ kêu mình đừng có ăn nhiều quá, bớt đi những chất thèm, mà những chất đó là đều chất ngon mình thèm. Thì khi mình tự chế ngự mình thì những chuyện thông thường là mình bớt ăn, bớt tránh ăn những cái thức ăn đó, mà bằng là biết chỗ nào bán hay những bán hay có những cái đồ ăn nó ngon đó, là đừng có sáp lợi, đừng có lợi gần, đừng có mua. Nếu mà mua đem về thì sẽ ăn, thì đó là những thông thường. Nhưng đối cái tâm thì rất là khó trị, cái tâm rất là màu nhiệm, nhưng mà nó cũng là khó trị lắm. Chế ngự được cái tâm tức là chế ngự được tất cả. Thì cái vị sa di này đã hành sa môn pháp. Hành sa môn pháp là cái sa môn pháp là cái sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ mà chúng con thường được nghe, tức là các vị hữu học sơ quả, nhị quả, tam quả và cái vị mà vô học tức là tứ quả, tức là các bậc thánh đó, các bậc thánh nhân. Thì không có phải dễ, phải khi tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp với cái sự tinh tấn chuyên cần không suy nghĩ. Thì cái vị mà xuất khá Samanera này, tức là cái vị sa di hạnh phúc này á, thì nhắc về tiền kiếp á, thì vị này trước đó thì trong theo cái cốt truyện này thì tiếp tục cái vị này là một người dân quê, thì muốn kiếm thêm một chút tiền tài thêm á, thì mới đi ra ngoài tỉnh thành để mà nhưng mà ở nhờ với người bạn đó. Thì trong cái việc mà có một ông bá hộ là Ganh Thá, ông bá hộ Ganh Thá này là một vị thanh niên, thì được thừa hưởng gia tài của cha mẹ và ông bà nữa, tiền rất là nhiều, nhiều đến nỗi mà ông thấy tiền nhiều quá. Nhưng mà trong cái thời kỳ của trước đó, lúc mà thời kỳ của bá hộ Khanh Đá, những vị này á, là ở trong, không ở trong cái giáo pháp của Đức Phật, mà ở trong của cái vị độc giác Phật, tới 500 vị độc giác Phật lận. Thì đi rằng không có giáo pháp nhưng có rất nhiều vị độc giác Phật. Thì cái anh chàng này á, mà trong cái thời gian mà theo như con đọc đó, thì con thấy những người dân trong thành, trong cái thế giới, trong cái thế giới lúc đó cũng biết pháp, hiểu pháp và giữ pháp rất nhiều. Khi mà cái anh thanh niên này mà gọi là bá hộ Ganh Thá đó, thì được hưởng một gia tài rất lớn. Nhưng mà anh ta lại có ý nghĩ rằng gom góp gia tài chi gì để đây rồi không xài, mà để đó. Lúc mà anh ta hỏi tại sao hỏi cái người quản gia đó, tại sao cái gia tài này lớn như vậy mà các ông bà cha mẹ của họ không có đem đi, thì cái người quản gia trả lời rất là hiểu pháp. Thưa ông chủ chẳng hạn vậy, người ta chết đi chỉ đem theo cái nghiệp của mình thôi, cái nghiệp xấu hơn nghiệp tốt. Tức là những người trong cái thời đó họ rất hiểu pháp, họ hiểu nhân quả, thì họ trả lời rất là rõ ràng. Nhưng bây giờ nếu hỏi tại sao không đem đi được, thì nói có người nói bị thải không hết hay cái gì đó, thì bây giờ vậy. Nhưng mà họ đâu có trả lời là chỉ đem theo nghiệp. Có bao giờ tôi chỉ có những người mà học hành tu tập thì mới dùng cái chữ nghiệp, hay là chết rồi thì có người thì đoạn kiến, chết là hết, có người thường kiến, tao bây giờ làm ông vua, mai mốt tao làm ông vua tiếp nữa. Nhưng đâu có người nói mà mình cái nghiệp đâu, mang theo nghiệp đâu. Thì giờ trong cái thời gian này thì những người dân trong đó rất hiểu về pháp, vừa rất hiểu pháp, mặc dù không còn giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà có rất nhiều vị độc giác Phật. Giống như cái anh chàng này nè, anh chàng nhà quê đó ra ngoài đó thì nhằm cái việc mà ngày rằm á, ngày thường á, thì ông bá hộ Ganh Thá này á đưa 1.000 đồng để ăn buổi sáng, 1.000 đồng để ăn buổi trưa, buổi chiều vậy đó. Rồi trước hết đó, trước đó thì khi mà cha mẹ, khi mà ông bá hộ này được cái gia tài đó, thì ông ta tiêu tiền dễ sợ lắm, 100.000 để xây bồn tắm, 100.000 xây cái cửa, rồi cái 100.000 xây cái ghế bà ngồi trên đó đó, 100.000 xây cái cửa sổ kỳ diệu vậy đó. Thì thấy năm sáu sáu 700.000 mà xây toàn bay
chuyện gì, ăn một ngày 1.000 đồng, rồi tới ngày rằm á, thọ đó thì đưa mục tiêu 100.000 đồng để làm đồ ăn cho thật là ngon, rồi thêm 100.000 đồng để trang trí trong thành phố và chuyện lo cho tất cả mọi người trong thành phố đó đi lại coi anh ta ăn. Thiệt là hy hữu, thiệt là kỳ diệu và hy hữu ở trên thế gian này. Cho dù cái người vua mà dầu quả đó ở bên Ả Rập Châu đi cũng không có làm giống như vậy, cũng không trang hoàng mỗi tháng cho người ta lại ăn nữa, chỉ có trong thời gian này nó thành kỳ giống như vậy. Thì cái anh chàng nhà quê này thì lên nghe tiểu chị cũng theo cái người bạn mình ra đó coi người ta, cái ông nhà giàu này ăn uống thì không biết nó làm cái kiểu gì mà ăn kiểu gì mà mùi thơm lắm. Anh này nghe, trời nói với anh bạn, trời tôi xin nếu tôi làm sao tôi ăn được một cục cơm của ông nhà giàu này á. Anh bạn không được, mà ăn không được đâu, nhưng mà anh nói là đi, nếu tôi ăn không được tôi sẽ chết á. Anh bạn này thương anh nhà quê đó thì mới la lớn lên, mới nói ông chủ, cái ông bá hộ gần thám hỏi chuyện gì. Dạ con có người bạn của con muốn ăn cái một cục cơm của ông chủ. Ông chủ này đâu được đâu, ta mà cho ai cũng ăn một cục hết thì ta đâu có đủ tiền nó nuôi đâu. Cái anh bạn nói với anh nhà quê đó, anh nghe chưa, không có được ăn đâu. Nhưng mà anh nhà quê này cái do cái sự ái dục dính mắc vào cái món ăn nhiều quá, anh ta thèm khát quá, anh ta chịu không nổi, anh ta phải nói đi nếu thôi là tôi chết đó, không ăn được thì chết liền tại chỗ, ý nói như vậy đó. Thì anh bạn của anh nhà quê này cũng cố gắng nói nữa, thì nhân viên nó cũng tới, thì ông bá hộ khăn khá, ok được, nếu mà ăn được một bữa cơm của ta đó thì không có phi đâu, nhà ngươi sẽ làm công cho ta trong vòng 3 năm không lấy tiền mà làm cho đàng hoàng đó, thì ta mới cho nhà ngươi một bữa ăn đó. Thì anh nhà quê này nghe nó mừng quá, chấp nhận lời ngay. Thì như cái trường hợp mà trong xã hội ngày hôm nay á, theo như con phân tích á, theo con hiểu đó, nếu mà anh chàng này mà không có đàng hoàng, nếu mà về mà nói vợ ơi, vợ ở nhà lo cho con nghe, vợ ta bây giờ ta đi muốn ăn bữa ăn đó, ta phải đi làm công cho ông bá hộ đó 3 năm đó, vợ ở nhà lo cho gia đình nha, ta đi ăn, ta đi làm công không nha. Thì cái chuyện đó bây giờ gặp thì vợ nó chửi cho tối trời luôn, nó còn nói ông đi, tôi đi kiếm chồng khác, nó chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái anh nhà quê này có lẽ là một người cũng rất đàng hoàng, cũng cái đó là cũng một cái tiềm thanh viên, một cái nhân viên để cho ảnh đi gặp những cái chuyện sau này để mà được cúng dường cho một vị độc giác Phật đó. Thì có lẽ ảnh cũng lo lắng trong gia đình đàng hoàng lắm, thành ra trong câu chuyện này không nghe nói vợ con ảnh tà thán gì hết hay là mà nói gì trơn á. Thì anh ta đã thu xếp việc nhà, giao việc nhà cho vợ con, anh ta đi lại làm công, đó là làm công, làm không công, mà trong vòng 3 năm anh ta làm rất là chăm chỉ, việc ở trong nhà, ngoài đường, ở trong rừng hay gì anh ta cũng đều làm chăm chỉ. Cái sự làm chăm chỉ này với sự hiểu biết của anh ta đúng như cái giữ lời hứa đó, thì anh ta có sự tính và anh có sự tinh tấn luôn nữa, và có sự hiểu biết. Thì tức là những người mà làm như vậy, có người làm thì vài tháng họ bỏ cuộc, họ mệt quá, làm có tiền mệt quá, về nhớ vợ quá đi về. Nhưng mà anh ta rất là kiên trì, khi mà anh ta hứa những gì làm, anh ta cố gắng làm và làm rất tốt, không có một bị cái người quản gia là coi là ấy gì, là anh làm dở này làm giúp kia, tức là không có bị người ta chỉ trích hay chê trách gì hết á. Thì đúng 3 năm thì cái người quản gia mới báo cho ông bá hộ danh khá là anh này đã làm xong rồi. Thì ông bá hộ này là một người cũng rất đàng hoàng, nói là phải giữ lời mà còn tốt nữa. Thì mới tuyên bố ok, bây giờ để cho anh người làm công này á, một chuyện này rất là khó làm mà anh ta đã làm được. Thì quý vị thấy cái sự chuyên cần tinh tấn của anh ta đã làm nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Cái anh nhà quê này vừa có sự tinh tấn, vừa có sự tính, cái sự kính mà giữ cái lời hứa của mình và cố gắng liên tục giống vậy, thì không phải là một người tầm thường. Thì ông bá hộ này cũng là một người rất là uy tín,
ông ta rất rộng rãi, ông ta cho tuyên bố cái người nhà quê này được hưởng một ngày giống như là ông ta làm chủ của cái tài sản của ông ta, của người bá hộ ở Giang Thá này, chỉ trừ là ông ta không có được động tới bà vợ của ông này thôi. Thì ông này, cái ông người nhà quê đó, thì lúc mà ổng đồng ý làm cái công việc mà không công 3 năm cho ông bá hộ Giang Thá, thì người ta đặt tên cho ông ta một cái tên cũng rất là hay, Bắc Thá Patika. Bắc Thá Patika, Bắc Thá thì côn, là Bắc Thí Kha là đã hưởng, có lẽ là cái người mà để làm để mà được hưởng cái buổi cơm đó, thì anh ta được đặt cái tên đó. Thì anh ta đang chuẩn bị để mà nói trời ơi, 3 năm rồi đó, bây giờ ta mới được thưởng thức được bữa cơm này như thế nào. Thì nhân viên đã tới, nhân viên đầy đủ, thì Đức Phật độc giác ở trên núi vừa xả thiền việt 7 ngày. Thì trước khi Ngài quán sát, Ngài thấy coi bữa nay ta sẽ đi khuất thực ở đâu và như thế nào. Thì Ngài quán thấy cái anh này á, là làm công 3 năm mà không lấy lương, mà rất làm rất là tích cực. Thì với trí tuệ của các vị Phật á, thì rất là không thể bàn cãi được. Cái đức Phật Phật độc giác này mới dò coi anh cái này mình có độ được anh ta không, rồi anh ta có hộ độ được cái thằng ăn không. Thì Ngài quán rồi thì nó thấy rằng á, trong cái sự mà cái bốn yếu tố mà để hoàn mãn, tức là khi mà cúng dường mà muốn được hưởng cái phước cúng dường nó hoàn mãn, tức là có một cái quả báo ngay tức khắc á, ngay tức khắc á, thì nó phải cần bốn cái điều kiện. Thứ nhất, cái đối tượng xứng đáng. Đối tượng xứng đáng tức là các vị đã đắc các như là đắc A-la-hán, về thinh văn A-la-hán, tức là Phật A-la-hán, độc giác Phật, hay là bậc chánh đẳng chánh giác, tức là cái đối tượng xứng đáng, hay các bậc mà đắc cái dòng vô dòng thánh rồi đó, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, hay là tứ đạo đó, thì các vị đó đều đủ điều kiện hết. Thứ hai, cái vật dụng được làm được theo đúng lẽ đạo, tức là cái công sức mình bỏ ra, mình làm cái đồ ăn, cái vật thực mà cúng cho các vị đó, thì nó hướng theo lẽ đạo, tức là không có gian dối, không có lừa đảo người ta, tức là do cái công sức thực sự của mình làm ra. Thì cái anh này đã được giống như vậy. Rồi cái tác ý của anh ta đó là phải là trong sạch hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Và tức là rồi cái cuối cùng đó là cái phước báo, nếu mà các vị A-la-hán này nếu vừa hoàn mãn xong cái thiền việc của họ, tức là đã nhập thiền 7 ngày 7 đêm đó, thì họ ra phước rất là lớn. Thì cái anh này tức là 3 năm rồi làm cố gắng dữ lắm để mà cuối cùng để mà được hưởng một bữa ăn ngon lành giống vậy, mà mình mê đến nỗi không ăn được là chết liền tại chỗ. Thì rồi khi mà anh này tác ý mà muốn ăn bữa ăn đó, mà dám bỏ gia đình để cho vợ con mình lo hết thấp thu xếp gì đó để đi làm công để mà được hưởng cái một bữa ăn ngon lành giống như vậy, thì rất là xấu, do tâm tham, tức là tác ý rất xấu. Nhưng mà từ cái tác ý xấu khi mà anh ta làm rồi, nhưng mà có sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, khi mà anh ta thấy một vị vật độc khác, vị vật độc giác ấy, rẽ vô để làm cho anh ta thấy, thì tự nhiên anh ta bình tĩnh lên, nhớ lại thì tại sao mình nghèo như vậy, tại vì mình không có cúng dường. Bây giờ có một vị thánh tăng ở đây, không, điều thứ nhất là rất là kỳ lạ, tại sao anh ta ảnh biết được cái vị là vị thánh tăng. Có thể là anh ta thấy một vị tăng, một vị sa môn ở đó, thì anh ta mới nhớ lại mình nên cúng dường, dù là ít hay nhiều trong gì đó thì cũng phải tốt. Anh ta cũng đâu có biết cái vị độc giác Phật này là vừa mới dứt thiền việc đâu, nhưng mà với cái tâm tinh tấn, cái là nhân duyên đó, nó đầy đủ, nó xu khiến cho anh ta phải cúng dường, anh ta mới nghĩ đó. Thì cái điều này cũng là một điều rất là hy hữu, tức là sư Chi Đức nói hy hữu, tôi nói thật là thần kỳ. Rất khó, nếu một mình ăn mà ăn món ăn gì đó mà có người ghét, mà con chó nó lại nó quẹo quẹo cũng tức giận, là
con cái khóc thì có người cũng khó chịu lắm, nhưng đối với anh này làm công cực nhọc 3 năm trời không được lãnh lương, không được về nhà thăm vợ nữa, mà có bữa ăn rồi mà bây giờ tự nhiên anh ta thấy cái đó, cái sự mà muốn bố thí cúng dường nó rất lớn, nó áp đảo luôn cái sự thèm khát của anh ta, mà lúc trước anh ta nói không ăn được là chết liền. Anh ta dâng hết với một sự hoan hỷ, với một sự hiểu biết là cúng dường được phước, anh ta dâng hết. Mà vị đạo đắc Phật này rất hiểu, ngài chỉ muốn lấy phân nửa cái cho chánh con, còn chừa phân nửa phần đó để cho anh ta ăn, tại vì anh ta đang đói bụng mà anh ta muốn đó. Thì anh này đã quyết tâm, thưa ngài, ngài cứ dùng hết phần để con được hưởng cái phước 100%. Tức là cái mảnh lực mà anh ta trong nhiều đời, nhiều kiếp đã bố thí, đã từng tu tập rồi, nó dồn vô hết đây, nó nhập vô, nó đủ nhân duyên nhập vô để mà khẩn cầu cái vị độc giác Phật này để nhận lãnh hết 100% đó, để anh ta được hưởng phước báo đó. Thì cái vị độc giác Phật này đã hiểu vậy và nhận hết, và vị này nói sẽ chia cho 500 vị độc giác Phật nữa. Trời ơi, rất là một vị độc giác Phật là đã quá phước báo lớn rồi, mà vị này còn đi chia cho 500 vị độc giác Phật nữa, thì cái phước báo nó khủng khiếp dễ sợ lắm. Thì lúc đó thì vị này sẽ dùng thần thông bay về trên núi thì chia hết cho mấy người dân đó thấy, là một miếng cơm giống vậy mà chia ra thành 500 phần luôn. Tức là nó quá lớn, chính sự quá lớn đó. Thì sau đó thì cái quả báo hiện tiền của anh ta là sẽ được cái vị bá hộ dân thá đó chia cho một nửa gia tài, rồi sau đó rồi ăn chung ở chung với cái ông nhà quê này. Ngoài ra rồi thêm đức vua trong cái thành trong thành lúc đó lại nghe tiếng, lại cho anh ta 1.000 đồng nữa, cũng như là cái ông bá hộ dân thá, tôi cho anh 1.000 đồng nữa để anh chia phước cho tôi những gì anh được nữa. Thì anh ta đồng ý, rồi nhà vua lại cho thêm tiền bạc và cho chức vị lên chức vị bá hộ luôn. Thì cái quả báo những tiền từ một người nhà quê mà đem củi cây những đồ rất là thông thường ở trong vùng quê mà đem ra bán để kiếm chút đỉnh tiền để xài đó, mà bây giờ trở thành một vị bá hộ được hưởng nửa gia tài của cái bá hộ dân thá, rồi lại hưởng được phước từ nhà vua, rồi tiền bạc tới là cuộc sống cho là từ tối hụ đi vô cái thành sáng chói luôn, mà lại được phước được cúng tới 501 vị vị Phật độc giác nữa. Thì cái đó nó cái phước rất là lớn, tức là cái cơ may nhân duyên do cái sự tác ý của anh ta, mà khi nhìn đó anh ta đã tu tập, tức là cái sự bố thí đã nhiều đời nhiều kiếp anh ta làm rồi, nó thuần thục rồi, đến đổi mà thấy một cái là làm liền, thấy một cái là làm liền, không có suy nghĩ mà làm với cái sự quan hỷ, với cái sự hiểu, với cái sự hết lòng trước khi làm, đông khi làm và sau khi làm. Anh ta đầy đủ phước báo, đến khi mà anh ta chết đầu thai lại cho một gia đình tạo thầm một vị sa di 7 tuổi được gọi là hạnh phúc đó. Thì trong gia đình lúc mà vị sa di này còn trong bụng mẹ, thì trong gia đình đó, gia dòng tộc đó đều vui vẻ hết, không có chuyện gì mà khổ sở hết. Thì bà mẹ đó lại là một người rất là có tính tâm về Phật pháp, bà đã hứa rằng bà ta sẽ không làm gì sai ý đứa con trai này hết. Thì lúc mà sanh đứa nhỏ này ra xong rồi thì đặt tên đó, thì bà cũng đặt tên là Sa Di Hạnh Phúc Xuất Khác. Thì lúc mà 7 tuổi cái tiếng Sa Di này tự nhiên là muốn đi tu, nói với mẹ mình muốn đi tu là được đi tu. Thì vấn đề một đứa nhỏ 7 tuổi mà đi tu đó, là một chuyện cũng rất hy hữu. 7 tuổi bây giờ nó chỉ biết đi học lớp 1, lớp 2, nó biết đánh dằn vậy thôi, chứ nó cũng nghĩ gì xa xôi vậy đâu. Nhưng mà cái chuyện về nhân quả rồi tục sinh tái bình thường, con nghe có nhiều vị sư kể, có những đứa trẻ bên Miến Điện ở Thái Lan, nó tới 3-4 tuổi là cha mẹ nó dẫn vô chùa để đó, thì nó thấy vị sư cả, thì nó chạy lại nó quỳ gối với sư cả, nó nói nó xin muốn đi tu, trong khi ở nhà mẹ nó còn đút đút con ăn nữa, thì nó cứ nói nó không về, nó muốn đi tu. Tức là đến nhiều đời trần kiếp, những vị này đã từng tu rồi, bây giờ tái sanh rồi thì muốn được tu tiếp tục. Thì vị sư đó kể, thì lúc đó 3-4 tuổi đó, thì khi mà vô tu á thì rất ngồi thành thiền, rất là đàng hoàng, nghiêm chỉnh lắm. Thì cái chuyện mà ngày xưa mà các vị 7 tuổi hay đi tu dũng cực, thì nếu
chuyện là trường hợp mà 3-4 tuổi, 5-6 tuổi mà những vị sa di nhỏ mà đi tu bên mấy nước như Phật Phật giáo là quốc giáo như Miến Điện, Thái Lan, Campuchia bây giờ vẫn có là bình thường. Thì trong vấn đề này trở lại câu này đó, thì cái vị Sukha hạnh phúc, sa di hạnh phúc này có 7 tuổi thôi mà đã nhận ra cái vấn đề đó là tự mình phải chế ngự lấy mình, tức là phải chế ngự cái tâm mình, uống cái tâm mình, đừng có cho nó đi phóng dật, đừng cho ngã mạn, cố gắng cho là thu thúc lục căn trước cái lục trần, tức là nhãn nhĩ thủy thiệt thân ý, có phải mình phải kiềm chế hết đối những cảnh sắc bên ngoài, những tiếng động âm thanh, những mùi vị á, cái gì tức là chỉ biết đủ thôi, chỉ thích biết đủ, biết uống nắng theo cái tâm mình, theo những nhu cầu cần thiết thôi, chứ không đi ra và cố tập trung hết cái tâm tinh thần, tinh tấn tu tập và học giáo pháp. Thì vấn đề mà cái tâm lúc mới nó được huấn luyện, nó kiềm chế thì nó rất mạnh bạo. Ở đó những vị mà có sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp thì cái việc này họ, các vị ấy đã thuần thục rồi thì không có nói. Còn những người như chúng con thì còn tu một ngày, nghỉ 2-3 ngày gọi là tu dễ vui đó, thì cái chuyện đó bình thường thôi. Thì bởi vậy nó còn đi tới đi lui, chết rồi đậu thai, rồi chết đậu thai, tiếp tục như vậy. Thì qua bài học này đúng như sư nói, con đọc 17 câu của trong cái phẩm hình phạt này, thì câu 145 này là khó đủ nhiều nhất, nói lên nhiều điều rất trong đó. Ngay cả lúc mà Đức Phật ngày hỏi cái ngày sau đi phú tá vậy, như pháp 4 câu như là này ông mang cái gì đó, thì ngày sau đi phú tá nói chứ đó là vật thực. Nếu Phật hỏi vật thực sinh ra cái gì, này là sư mới nói vật thực sinh ra cảm thọ. Nghe nói cảm thọ sinh ra cái gì, nghe nói ngày sau đi phú tá trả lời cảm thọ sinh ra sắc. Nghe nói sắc sinh ra cái gì, nghe nói sắc sinh ra xúc. Tôi nghĩ rằng những người nào không học nhiều pháp nghe 4 cái câu hỏi của Đức Phật mà ngày sau đi phú tá trả lời á, hiểu đầy đủ. Tự sinh xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, thì con cũng nói vài dòng đó. Thì cái câu này Đức Phật muốn nói tới cái sự là mình phải tự chế ngự mình, tức là chế ngự cái tâm của mình. Phải làm như thế thì nào, phải có sự tu tập và áp dụng cái gia pháp của Ngài, tu giữ giới, như là tu từ trên tới dưới, nhất như là hành như là 38 phẩm hạnh phúc đó. Thì 38 điều đó, làm giúp được hết 38 điều đó là có hạnh phúc rồi. Rồi từ từ tu tập về tứ niệm xứ, hành thiền, thực hành thiền minh sát niệm xứ. Rồi vậy vậy đó, muốn hành thiền đó, cái đạt quả phải hiểu được danh sắc, phải hiểu gì Abhidhamma, dài, nó không có dễ. Thì con cũng nói, hôm nay con cũng nói dài dòng. Thì đại khái thì cái phần nhì đó, về ngày xưa, ngày sau đây, ngày sa di xuất khá đó, tại vì hạnh phúc mà Ngài đã làm gì thì cô Mít Tà đã diễn tả rồi. Con chỉ về nói qua cái phần đầu về cái tiền kiếp của Ngài, trước đó tiền kiếp gần nhất của Ngài Sa-di hạnh phúc. Còn những kiếp trước đó là Đức Phật không kể, mình không biết. Nhưng mà với cái sự đó, một món ăn mà mình thèm 3 năm mà mình không ăn được mình chết, làm cực khổ, không có dáng chim trễ, tức là làm cho là cho đủ cho người ta, đừng có chơi chấp để mà mình được cái buổi ăn đó. Mà khi có buổi ăn đó rồi, mình dám dâng hết cho một vị thánh tăng mà mình không, mà thánh tăng để mà được cái hưởng phước đó, thì cái việc đó tất cả làm 3 năm không công mà rất là tinh tấn chuyên cần, rồi cắt đứt đi cái sự ái vào cái món ăn mà mình bảo nhất thiết phải ăn cho được, nếu không được thì chết. Thì đã cắt đứt được cái đó mà là đem dâng hết cho một vị thánh tăng, một vị độc và chắc Phật. Nó cái điều đó là rất khó làm, khi mà một món ăn có một người mà ăn đó, người ta lại xin một miếng thôi là còn không cho nữa, chơi mà thôi hay cái gì đó. Tuy chắc mà một món đồ ăn mà tốn cả ngàn lượng, cả ngàn tiền vàng vậy hả, rất là mất. Mà cái công của mình làm tới 3 năm mà chăm chỉ vậy rất khó. Bởi vì con nói cái câu chuyện này rất là thần kỳ, rất là thần kỳ, rất khó làm. Mà những người trong đây đã làm, và khi họ làm như vậy với sự cố gắng tinh tấn hiểu pháp giáo pháp tập gì
nhiều đời nhiều kiếp, thì họ được một kết quả là giải thoát, không có còn trở lại cuộc đời này nữa, là không bao giờ thấy nữa và đi luôn. Thì bằng vào bài học đó, nơi giới đối với con phải cố gắng tu tập càng nhiều càng tốt, thật không có, nhưng mà cũng có nhiều khi cũng dễ vui, cũng cái này cũng có chuyện này chuyện kia, nhưng mà sau khi đó vẫn cố gắng quay lại để tiếp tục làm, để chế ngự cái tâm mình vượt qua những khó khăn. Thì đó là từ bài học này con học qua cái đó, con suy nghĩ như vậy. Thì con không biết những vị khác, các sư, các cô tư nữ và các quý vị hậu tràng nghĩ khác cái gì. Xin con mời quý vị cầm máy lên tiếp tục theo, tiếp tục để cho con biết. Và trong khi mà con có chia sẻ có những gì sai sót, thì con xin các sư, các cô tư nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ giáo, con sẽ rất hoan hỷ và xin cảm ơn. Và con xin trả mít lại, con chúc các sư, các cô tư nữ và quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui và may mắn. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn cô Kim rất là nhiều đã nhắc lại toàn bộ cái duyên sự của cái câu kinh Pháp Cú 145. Dạ, nhà Metta cũng thật sự mà nói là rất là nghĩ là cô Kim á, trí tuệ cô nhớ hết toàn bộ cái tích sử của câu 145 từ đầu tới đuôi. Metta thật là thán phục về cái trí tuệ, cái trí nhớ của cô, và cũng cảm ơn cô đã nhắc lại từng phần và có những cái ý kiến trong cái từng phần đó. Và Metta thật sự rất là thán phục cô có trí nhớ tuyệt vời, và cũng cảm ơn cô đã chia sẻ những cái điều mà làm cho tất cả mọi người chắc ai cũng nghĩ như vậy. Và thật sự là Metta cảm ơn cô rất là nhiều và thật sự thán phục cô. Và bây giờ xin mời quý vị khác ạ. Dạ, xin mời cô Mùa Xuân, rồi Huynh Giang Nhật Hà, Huynh Hạnh Pháp, rồi Cá Rú Ná, Phật tử Cá Rú Ná, rồi cô Quang Thanh, rồi Tina nữa. Dạ, kính mời ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Metta. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, qua cái phẩm này thì con thấy cô Metta cũng kể rất là nhiều về chi tiết duyên sự, rồi cô Kim cũng kể lại rất là nhiều, thì con thấy rất là hay, và cũng vừa ngồi nghe mà cũng vừa khớp và vừa ngợp nữa. Cô Kim nhớ rất là nhiều những cái chi tiết về duyên sự, thì thôi con cũng xin đóng góp một chút xíu ý kiến. Và trước khi đầu tiên thì con cũng muốn đọc lại cái câu này giống như là sư đề nghị lúc ban đầu, câu pháp cú số 145. Và con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Udakan hina janti netika usukara nama janti te chanang
đà rùng nama dành ti tách chắc cà át tà năng nama dành ti súp bát tà uda cành hina dành ti nát ti cà u su cà ra nama dành ti tề cha năng đà rùng nama dành ti tách chắc cà át tà năng nama dành ti súp bát tà. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thì cái phẩm này con cũng vắng được một hai câu gì đó, thì con thấy cái phẩm Đao Trượng là từ cái câu 129 cho tới câu 145 là đan đá quắc gá, thì là đao trượng hay là hình phạt. Thì cái theo con thấy thì cái phẩm này á, một lần nữa khẳng định cho con thấy là mình đang sống trong cái cõi khổ này á, thì ai cũng sợ chết, ai cũng sợ cái hình phạt hết á. Cho nên nhiều khi mình nghe người ta nói là người này là đồ sợ chết hay là đồ chết nhát gì đó thì cũng là cái lẽ bình thường thôi, vì căn cơ mọi người ở đây á, đều là sợ chết. Cho nên mình hiểu được những cái điều này thì không nên giết hay là xúi dục người khác giết. Và đó cũng là giúp cho mình vân giữ và hành theo pháp học, là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thì cái câu pháp cú số 145 này á, thì con chỉ hiểu theo cái bản dịch thôi. Cái phần Bali thì dường sư cũng đã kể về duyên sự và sư cũng đã dạy rồi. Cô Metta cũng nhắc lại rất là nhiều, cô Kim cũng đưa ra rất là nhiều chi tiết. Thì cái phần bản dịch Việt á, theo con thấy á, người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Thì qua cái bài kệ này thì ba cái câu đầu á, nó đề cập đến cái vấn đề là mình làm cái công việc gì thì mình biết nấy, làm gì biết nấy. Nó giống như là cái người trị thủy thì phải cái công việc là dẫn nước, cái người làm tên thì nắng tên, mài dũa cái tên, người thợ mộc thì đục đẽo uốn ván. Thì con cảm nhận nó giống như là một cái người hành giả Vipassana vậy, làm gì biết nấy, và mình luôn tập trung vào cái công việc của mình. Mình lái xe, mình biết mình đang lái xe thì chắc chắn sẽ có được cái sự an toàn trong khi lái xe. Đó chính là cái pháp lạc mà mình được hưởng ngay trong lúc mà mình hành. Cũng như ông bà ta hay nói cái câu là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nếu mà mình chú tâm vào một cái công việc nhất định thì sẽ có được cái sự chuyên môn và có cái kỹ năng cao về cái công việc đó. Cũng giống như cái người trị thủy phải am hiểu về những chuyện của nước thì mới dẫn nước được. Bởi vì cũng là nước mà nó ở những cái điều kiện khác nhau á, thì nó là mây, nó là đá bào, hay là mưa, hay là tuyết, hay là cây cà rem mình cầm trên tay, vân vân. Hiểu được những cái điều kiện trên á, thì nó sẽ giúp cho mình xử lý cái tình huống một cách chính xác hơn và có cái hiệu quả hơn. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp. Bởi vậy cái mấu chốt ở cái đây á, là cái câu cuối, cũng giống như là cô Kim lúc nãy đề cập á, là Atta Nang Dhamma Dhyan Tisuppatta, là bậc tự điều điều thân. Thì khi mà mình tự điều và điều được cái thân ngũ uẩn này á, thì chắc chắn đó là cái đích đến của mình. Khi mình làm được như vậy thì thật là học và hành theo giáo lý của Đức Phật. Hãy tự đứng trên đôi chân của mình, tự đốt đuốc mà đi, phải làm hải đảo tự thân, tự mình nương vào chính mình, tự lấy pháp và luật làm thầy. Và theo cái ý kiến khách quan của riêng con á, thì khi mà áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật và cái đời sống thì sẽ giúp cho con có được những cái tinh thần hướng thượng, hướng tới chân thiện mỹ. Và nếu mà thực hành rốt ráo điều được thân khẩu ý thì chắc chắn là cái niềm tin và cái sở nguyện của mình sẽ thành hiện thực.
sẽ giúp cho mình đoạn khổ đau, lìa phiền não. Và khi mà không còn thì sẽ có và thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Qua những cái câu pháp cú mà con được học thì con hy vọng con cũng như là quý vị trong room có trúng được cái câu nào đắc ý để hành theo và có được sự lợi lạc như là cái vị Sa Di Xú Khá. Thì con cũng xin kính tri ân sư và quý đạo hữu đã lắng nghe. Con cũng xin tri ân sư đã dạy cho tụi con cái phẩm đao trượng này. Và con cũng kính chúc quý vị có nhiều hạnh phúc. Dạ, con xin xuống mic ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thú, sa thú. Dạ, sa thú, sa thú. Những cái điều chia sẻ của Quynh Giang Nhất Hà cũng rất là thiết thực. Chúng ta cũng mọi người ai cũng có những cái điều chia sẻ rất là hay. Dạ, cảm ơn Quynh Giang Nhất Hà. Dạ, bây giờ thì cũng xin mời quý vị tiếp tục đi. Còn cô Chiếc Lá Mùa Xuân nè, Quynh Hành Pháp nè, rồi cô Quang Thanh nè, rồi Tina Nguyễn nè. Dạ, 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 đã thấy rồi. Dạ, Meta xin mời cô Tina. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, đại đức Tuệ Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Dạ, hôm nay là bài học của câu pháp cú số 145. Uddakhan hi na yan ti netika usukara namayan ti te chanang darun namayan ti tachaka attanang damayan ti supata. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm nên nặng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, qua bài học này thì con thấy được là mình nghiệp và quả của nghiệp và duyên thì đến lúc mà cũng duyên mà nó cũng đưa đẩy mình đến như thế nào và ra đi như thế nào. Qua những cái nghiệp đời trước mình làm thì mình không có thì là cái quả nó trả ngày hôm nay, cũng như ngày hôm nay thì mình làm như thế nào thì cho quả cho tương lai. Thì qua tích chuyện này thì mình đã thấy được là Sa Di này cũng có nhiều tạo nhiều thiện nghiệp đời này qua đời khác, thành ra mới có được một cái quả tốt lành như vậy. Cũng như mình làm gì cũng vậy, chỉ có cái nghiệp khi mình ra đi là mình đem cái thiện nghiệp hay cái bất cái bất thiện hoặc là cái thiện nghiệp mà đem theo. Dạ, thì cũng như khi mà mình học tập này thì con thấy là mình cố gắng qua những lời rủ Phật dạy và qua được nương tựa chư tăng giảng dạy thêm, thì mình cố gắng đã đủ duyên mà biết đến Phật pháp thì phải cố gắng mà trau dồi Phật pháp hàng ngày để chỉnh sửa bản thân của mình để mà tạo mình được tốt hơn. Và để mà con cũng rất là tri ân ngài đã luôn luôn chỉ dẫn và cũng có cơ hội để cho con được học hỏi để mà điều chỉnh bản thân mình, cố gắng nếu mà không có biết mà gọi là hướng để mà chỉnh đổi bản thân mình thì mình sẽ không được an tịnh trong mình.
giống như là phải học hỏi, cái gì cũng có một cái duyên để mình, một điểm mình nương tựa, nhưng mà thay đổi bản thân hay không là do mình phải có quyết tâm mình làm nữa mới được. Còn mà dễ vui trong cái vấn đề mà không không mà dễ vui thì không có được thành tựu. Thì con trên con đường thực tập này thì đương nhiên sẽ có rất là nhiều khó khăn, giống như công việc làm, hoặc là nên mình phải quyết chí. Hễ mà có quyết tâm thì mình sẽ đạt được được những gì mình muốn. Và để mà mang tu tập về cái thân khẩu ý của mình, để mà mình hướng thượng như vậy thì sẽ và có hài hòa cho mình cũng như hài hòa cho người xung quanh của mình. Con phải luôn luôn chỉnh sửa mình để mà mình được tốt hơn. Và cái nghiệp của mình đôi khi trước khi tu tập thì mình không có biết, trước khi chưa biết đạo thì mình không, mình đã trong quá khứ nhiều đời kiếp mình đã tạo rất là nhiều điều xấu. Bây giờ mình được biết đến Phật pháp thì mình cố gắng chỉnh sửa lại để cho mình được tốt hơn. Thì qua bài học như vậy thì con chỉ có những lời chia sẻ như vậy thôi. Con kính tri ân Đài và kính tri ân Đạo Tràng. Dạ, con xin hết. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Xin cảm ơn những điều chia sẻ của Tina Nguyễn. Dạ, cũng rất là hay. Và chúng ta phải luôn luôn có cái quyết tâm để trau dồi, chỉnh sửa bản thân và để đi đến những cái điều tốt thì mới có thể đi đến giải thoát được. Dạ, bây giờ xin mời quý vị khác ạ. Dạ, người ta xin mời cô Chiếc Lá Mùa Xuân, cô Quang Thanh, mời Minh Hành Pháp. Dạ, và nhiều vị khác nữa xin kính mời ạ. Người ta xin nhường mic ạ. Dạ alo, dạ. Con xin chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ. Cảm ơn cô Kim và cô Mekta đã cho con biết tín hiệu. Con xin chia sẻ, con xin đọc về Kinh Pháp Cú 145, Vô Đắc Căn. Dạ. Còn cảm ơn cô Như Quang Cần đã bước bài. Vô Đắc Căn hí là dân tí nít tí cá Ustu ca ra ma chân tí chắc ma chân tí ác chắc ca ác ta năng đà ma dân tí xuất bát ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống quán bất tử điệu điệu thân. Con xin chia sẻ một số cái suy nghĩ của con kêu trong cái bài kinh này từ duyên sự. Thì trước tiên là cái duyên sự nó là cái phước của vị Sa Di Sukha tu thành A La Hán, thì nói nguyên nhân khởi điểm ban đầu thì là do cái phước của ngày trước đây là một nông dân cúng dường bữa cơm 3 năm, khổ cực 3 năm cho vị độc giác Phật. Thì
thấy là cái phước mà cúng dường là cái phước bố thí, cúng dường bố thí thì đó là cái ba la mật đầu tiên trong các ba la mật, và nó là cái nguyên nhân nhân khởi để làm phát sinh nhân duyên. Và thứ hai là nó làm giảm cái tâm tham của mình, bởi vì nếu muốn bố thí mà chia phần của mình mà cho người khác thì cái mình phải dẹp dần và bỏ được cái tâm tham nên mình mới dám giảm chia sẻ cái phần của mình. Thứ hai là thấy là người giàu nghèo đều có khả năng bố thí à. Dạ. Nhiều lúc nhiều khi mà những người giàu mà làm bố thí lại nó không có phước lớn bằng người nghèo ạ. À. Vì thường người giàu nó con thấy qua thì con cảm nhận thấy là một số người họ đem 10 tỷ hoặc 2-3 tỷ gì đó họ cúng dường thì đa phần là đều muốn điều hành rồi muốn sai sử rồi thể hiện cái bản, dần dần thể hiện cái bản ngã, rồi muốn cái quý thầy phải chiều chuộng, phải có thái độ gì đó với mình, không thì sẽ dựng lái ạ. À. Dạ. Nên nó phước thì cũng có nhưng mà cũng dễ gây họa cho chính bản thân người đó. Còn người nghèo thì cái đó cũng có số trường hợp thì họ tính tâm thì cũng tốt à. Dạ. Cái đó thì phước quả thì cũng càng lớn ạ. À. Cái đó thì cần mình không nói. Còn số người nghèo thì con thấy điều kiện làm phước tuy về vật chất không có, nhưng mà nếu làm thì cái phước nó cũng lớn, dễ, cũng dễ rất lớn à. Ví dụ một người làm một ngày có 200-300 mà dám bỏ một nửa số tiền của mình đi cúng dường làm gì, cái tâm chiến đấu cũng phải mạnh mẽ lắm mới làm được điều đó. Nên cái phước cúng dường nó không thể xác định bằng cái vật thực à. Dạ, chính nhờ cái tâm mà cái ý chí chiến đấu của cái anh nông phu mà dám chia sẻ cái bát cơm của đưa cúng dường cái bát cơm của mình trong 3 năm ấy. Nên cái tâm lực đó mạnh, khó làm được. Dạ. Cúng dường mà nhằm đúng ngay cái vị độc giác nữa, nên chúng mà không thể nghĩ bàn cả. Mà vị độc giác lại đem cái phần cơm đó chia cho 500 vị nữa là càng to lớn hơn mà. Đó là cái phước đó mà anh ta còn chia bớt lại cho đức vua và ông bá hộ rồi. Và từ những cái phước đó mà nối tiếp nó sẽ con này sinh ra ngày Sa Di. Ngày Sa Di xuất khá, mặc dù mới 7 tuổi thôi nhưng mà ngài đã hưởng trọn hết những cái phước như là thân cận. Những hiện từ nhỏ đã có xuất nguyện cha mẹ rồi, nhỏ đã có ý chí xuất gia, tất cả những điều đó đều xuất phát từ các căn nguyên ban đầu. Rồi, trong một lần đi, trong những lần đi mà thấy những vấn đề bình thường nha, nhưng mà người trị thủy rồi kẻ làm tên, người thờ mộc uống quán, ngày quan sát và những cái hình ảnh đó đã khiến cho ngài một chỉ mới 7 tuổi mà đã có những suy tư và đau về bất tử thân tâm ý của mình, quan sát và tu tập để chứng quả. Và chúng ta thấy rằng đạo Phật nó rất gần gũi với đời sống con người bình thường. Từ những cái hình ảnh ban đầu bình thường và mọi cảnh vật xung quanh, chúng ta quan sát nhìn rồi, và nó không đi xa xôi đâu hết. Và tất cả những kinh Phật chúng ta tưởng thật đều chỉ chủ yếu là chúng ta sửa chữa chính cái bản thân của chúng mình ta thôi, chứ không đi đâu xa ngoài khác hết. Không nói chính trong cái bản thân một trường này, ta sẽ chơi là khổ tập diệt đạo ở đó và không ngoài đó. Dạ. Con cũng có những đó thôi, hết biết luôn rồi. Dạ.
xin trả mic lại cho mọi người ai có góp thêm ý kiến nha. Xin mời người trực tiếp ạ. Dạ, sa thú những cái lời chia sẻ của huynh Hành Pháp. Dạ, theo huynh thì cúng dường chúng ta không có phải nhất thiết chú trọng vào cái vật thực hay là, nhưng mà chúng ta chú tâm đến cái tâm. Dạ, dạ huynh cũng cho biết là chúng ta cũng phải biết tự sửa chữa bản thân để đi đến một cái được con đường tốt đẹp. Dạ, rất là sa thú và chia sẻ của huynh Hành Pháp. Dạ, bây giờ xin mời quý vị khác ạ. Mà ta xin nhường mặt ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Là con kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức và con kính chào. Con kính đỡ quý bà với cô tu nữ và con kính đỡ cô tu nữ Như Pháp và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con, do cái máy của con nó không, cái mạng của con không có ổn định nên là con đi không vào, con nghe mọi người nói cũng được không, không con nghe được mọi người chia sẻ. Con cảm ơn cô Mekta, cô Kim đã cho nghe rõ tín hiệu. Rồi con cảm ơn cô Như Quang. Thì hôm nay là ôn tập câu Quá Cố Phẩm 145 là Uda Cành Hinaran Tinep Ra nam ran ti te cha nang da rung nam ran ti tek cha ka atta nang da ma ran ti suk ba ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn ván, bậc tự điều điều thân. Dạ, theo con cũng có một chút về cái ý nghĩa của cái câu pháp cú này, thì con đã được nghe Ngài Trí Đức nói về thanh niên Xú Khá. Thì để mà nói lên câu này để mình học tập trong đời sống hàng ngày, thì theo con là cái câu là người trị thủy dẫn nước. Người trị thủy dẫn nước này là mình cần tinh tấn, và hơn cái việc mình học pháp và mình hành pháp, còn kể mình phải tự mình điều phục cái tâm của mình, là mình phải biết tu tập. Đầu tiên theo con, để mình tu tập được tốt thì đầu tiên là mình phải học được
các pháp căn bản, và chính là cái lời căn bản của Đức Phật Tử Gotama đã để lại cho chúng ta. Thì ta học cái căn bản đó để ta biết được thế nào là cái khổ, mà thế nào là nguyên nhân dẫn đến cái khổ, và thế nào là con đường để ta tìm ra cái con đường để ta thấy được cái sự khổ đấy, và ta nhìn ra được sự khổ đấy để ta nhận ra được và ta biết được là tất cả đều là các pháp hữu vi và sự vô thường luôn luôn đến. Thì theo con, kẻ làm tên nắn tên này thì là mình nắn, làm sao mình nắn cho cái tâm của mình luôn an trú vào chánh pháp, kể cả ngay hàng công việc hàng ngày, kể cả ngay những trong lúc khi mình làm việc thì mình luôn an trú vào, ví dụ như là mình lấy một cái đề mục trong khi mình thực hành trên các đề mục đấy, thì mình trong mọi thứ oai nghi là đi đứng nằm ngồi, thì mình lên đưa cái hơi thở của mình đầu tiên, thì con nghĩ rằng là khi mà mình không còn thở nữa thì chắc chắn là mình sẽ không còn tâm thức để mình sống, nên là mình luôn luôn phải hướng cái tâm của mình đến hơi thở, dù rằng mình có đi, mình có đứng, mình có nằm, mình có ngồi, thì mình luôn luôn chú tâm về hơi thở. Đấy là cái đề mục mà con cũng làm tâm huyết. Và thứ hai nữa là tu tập để mình hiểu được cái sự vô thường luôn luôn đến với mình lúc nào, dù rằng là có thể là mình nằm ngủ trong cái lúc bây giờ, nhưng mà đến lúc sáng ngày mai mình không tỉnh dậy nữa, thì lúc đấy mình không biết là mình vô thường lúc nào. Nên là hàng ngày là con cứ có ý là mình cố gắng mình học và mình hành theo những lời của Đức Phật, theo những cái gì các pháp đều, khi mà các pháp sanh khởi lên, nó cũng có cái bất thiện và nó cũng có cái thiện, nhưng mà cái bất thiện thì mình nên dần dần mình sẽ từ bỏ cái pháp bất thiện đó, và mình phải vun bồi 10 pháp thiện và 10 pháp thiện và 10 cái pháp thiện nghiệp thiện đó, để mình có một cái hành trang để đi, để mình lúc mà mình bước vào cái, có cái hành trang để mình ra đi, mà nó suy cái phụ vô thường đấy, là mình có thêm cái hành trang cho mình trong cái kiếp sống, vừa kiếp sống hiện tại và vừa kiếp sống tương lai. Thì con thấy thứ nhất là về cái giới của mình, thì đúng là mình giữ được giới. Giới thứ nhất là cái giới sát sanh. Giới sát sanh thì là người thợ mộc uốn ván, đây là mình phải giữ giới. Mình giữ giới cho nó được trong sạch. Và cái này là không phải là mình giữ giới mà giới giữ mình. Thì theo con là khi mình làm bất cứ việc gì là mình cứ thấy nó bất thiện thì mình dừng lại, thì chính đấy là giới nó giữ mình, chứ mình cũng không có giữ được. Nhưng mà để vào đó, để mình có một cái tâm nguyện, để có một cái tránh kiến để mình vun bồi các thiện pháp và mình từ bỏ các ác pháp. Còn bậc tự điều điều thân là mình phải tự điều cái tâm của mình, là để cho nó luôn luôn được an tịnh trong cái việc tu tập, chứ không được nhìn ra ngoài để mà ham thú cái dục lạc và cái
cái tham ái của tám pháp thế gian. Nên là theo con thì con có một chút đôi lời như thế, nếu mà có sai thì mong ngài Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Còn với con thì trong cuộc sống hàng ngày thì con chỉ biết là hàng ngày mình làm những cái điều thiện, dù rằng là điều bất thiện đến với mình vẫn đón nhận, nhưng mình đón nhận bằng cách là mình đón nhận xong rồi là mình buông bỏ cái pháp bất thiện đó, chứ mình không bám víu vào cái pháp bất thiện. Và kể cả cái điều thiện mình cũng có bố thí, và dù rằng mình bố thí nhưng mình không có bám chấp vào là mình bố thí, mình cầu mong mình được cái nọ hay mình được cái kia, mà con chỉ có một cái ý nguyện là mình bố thí để mình xả ly và xả tham, để cho cái tâm bất thiện của mình nó càng ngày nó càng giảm bớt đi, để mình cảm thấy được là cái sự an lạc trong tâm của mình nó càng ngày nó càng được tăng tiến, và cái sự thực hành của mình, khi mà con thấy thực hành cái sự hành thiền là khi mình ngồi mà mình an trú được trong hơi thở, mà hơi thở tự nhiên con cảm thấy nó rất là hoan hỉ, mà con được sư Tinh Tuệ rồi là các sư dạy về thêm về cách hành thiền và thêm về những cái mà chúng con biết về Phật pháp để chúng con tu tập hàng ngày, thật sự là chúng đã cảm thấy được giáo pháp của Đức Phật thật sự là rất là vi diệu, nên là mình càng ngày mình càng thực tập, mình áp dụng vào tất cả các những lúc mà mình làm bất cứ một cái công việc gì, mình chánh niệm trong tất cả các công việc mình làm, mình cảm thấy nó rất là có một cái sự rất là chú tâm, chứ nó không có bị chạy phóng tâm ra ngoài. Nên là con có một những cái ý kiến về cái câu Phật Pháp Cú 145 này, thì con có nói có gì mà nó không đúng thì mong ngài Trí Đức và đạo tràng và quý cô quý sư quý tu nữ chỉ sửa con, để con có thể là càng ngày càng tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật và trong sự tu tập hướng dẫn của tất cả các quý sư và quý ngài ạ. Nam dạ con xin xuống mic, con kính cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Quang Thanh cũng đã chia sẻ câu Pháp Cú 145 này. Rất là có nhiều ý kiến cũng hay. Theo cô thì chúng ta phải học Pháp, hành Pháp, phải điều phục tâm. Phải biết thế nào là khổ, nguyên nhân của khổ, tìm ra con đường diệt khổ. Dạ, cô nói là phải luôn an trú. Nếu có cố gắng hành theo giáo pháp của Đức Phật, dạ, từ bỏ những cái pháp bất thiện, dung bồi những cái pháp thiện để có hành trang trong hiện tại cũng như tương lai. Rồi cô cũng có cái ý là nói là phải có cái chánh kiến, phải biết bố thí để bỏ bớt cái tâm tham. Khi thực hành thiền thì phải biết an trú theo đề mục, phải có chánh niệm định tĩnh. Dạ, thì có như vậy thì cái việc tu tập mới tiến bộ và dần dần mới có được, có thể mà đi đến giải thoát. Dạ, cảm ơn cô Quang Thanh rất là nhiều. Bây giờ xin quý vị tiếp tục
Còn vị nào chưa có ý kiến thì xin chia sẻ tiếp, như là Huynh Hạnh Phước nè, rồi dạ con kính thỉnh sư Tuệ Đức nè, dạ rồi dạ những vị khác mà chưa có chia sẻ thì xin lên sẻ. Bây giờ con kính thỉnh sư Tuệ Đức, dạ con kính con thỉnh sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ra Giá. Dạ, con thấy hình như có Ngài Trí Đức. Dạ, con thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ra Giá. Đại lễ Đại Đức Tuệ Đức. Xin chào chư thánh nam thiên nữ, xa tu xa tu, câu Phật ngôn 145, quý vị đã triển khai qua nhiều khía cạnh, nhưng mà hôm nay Sikmita, một cái vị mà điều hành room sinh hoạt một cách trôi chảy và rất là hoan hỷ. Câu Phật ngôn 145, quý vị cũng thấy rằng cái gì cũng có nhân có quả ha. Tức là trong câu 38 điều hạnh phúc á, thì có một câu Búp bê ca tắp phùn nhát tà. Tức là chúng ta hiện giờ cũng do những cái phước duyên của quá khứ hỗ trợ, tức là nhân của quá khứ để rồi cái quả bây giờ. Mà nhân quá khứ thì quý vị thấy rằng khi mà được làm ba hộ, tức là cha mẹ của mình đã qua đời, thì ba hộ con này được cái người quản gia chỉ dẫn đi, chỉ đây là cái kho vàng, đây là kho bạc, đây là cái kho tiền vân vân. Thì khi mà nhìn tài sản của cả nhiều như vậy, thì ông ba hộ con nè cứ nghĩ là tổ phụ này, thân phụ của mình tạo ra của cải nhiều như thế này để làm cái gì mà không biết hưởng thụ, không biết sử dụng, để rồi chắc đóng như vậy nhắm mắt xuôi tay. Và ông ta quan niệm mình phải sử dụng hết cái này, chứ không không như là cha ông của mình bỏ của mà còn mà ra đi không có đem theo được cái gì hết. Thế là ông ta hưởng thụ bằng cách một cái chén làm bằng vàng, nhưng mà trang trí làm sao cái chén này phải là 1.000 đồng tiền vàng, một cái nhà tắm 1.000 đồng tiền vàng, một bữa cơm 1.000 đồng tiền vàng. Có nghĩa là của cải ông ta đem ra tiêu xài, bởi vì thấy cha mẹ ông bà của mình bỏ của mà không đem theo được cái gì hết. Mình là người phải biết hưởng thụ, chứ không nên bất giác như cha mẹ đã rồi ra đi rồi tài sản nằm lại thì ăn uống xa hoa phung phí như vậy mà tài sản không có hao hụt, tức là giàu ghê gớm lắm. Rồi một bữa ăn mà đáng giá 1.000 đồng tiền vàng, rồi cho người đi cổ vũ cho người dân chúng ở trong thành để họ tới coi cái bữa ăn của mình, tức là ngồi ăn mà khoe của nữa. Thế là một anh chàng nhà quê đi với người bạn của mình, nghe cái vấn đề ăn uống xa hoa như vậy cũng tới tham gia. Người thì đem ghế dài, ghế ngắn, đem bàn, đem giường tới treo đến đó để coi cho kỹ. Trong ba hồ này ăn uống sang trọng như vậy. Cái này gọi là sang chảnh chứ không phải sang trọng ha. Thì cái anh chàng nhà quê lên thăm bạn ở thành phố.
và cũng có đến tham dự được lễ rồi. Nhưng mà cái thức ăn nó bốc mùi ra thơm quá đi, rồi cả ông mà trưởng giả trước khi ăn phải tắm, rồi có người coi như mặc y phục sang trọng, rồi ca múa, rồi cái trước mặt, trời đất ơi, một ba hộ mà thấy còn hơn ông quan, còn hơn ông vua nữa, sướng như vậy đó. Thì anh nhà quê đã nhìn cái sự sang trọng đó, nhìn những món ăn ngon lành như vậy mà cái hương thơm nó bốc mùi ra, làm cho anh ta chịu hết nổi. Mới nói người bạn này, nếu mà tôi không được ăn cái bữa miếng tôm này, tôi không được ăn cái bữa ăn này, chắc tôi phải chết. Người bạn ở thành phố mới thương người bạn ở nhà quê, mới vẹt nắm đầu ra mà tới gần chỗ ông mộ đó mới la lên: thưa ông chủ, bạn tôi nói rằng nếu không có bữa ăn này bạn tôi sẽ chết. Thì ông bà hộ nó không được, ta đã bỏ ra ngàn năm tiền vàng, mà nếu mà ai cũng như ngươi xin bữa ăn này thì ta còn gì để mà ăn. Nhưng mà người kia nhất quyết không ăn được là phải chết. Người bạn mới la tiếp: thưa ông chủ, xin ông cứu 10,000 người cho bạn cho tôi ăn bữa ăn này. Thì ông mới ra được, muốn ăn ta cũng cho nhà ngươi ăn vậy, nhưng mà ngươi phải làm công không trong vòng 3 năm. 3 năm trời ngươi không có lỗi lầm gì trong cái vấn đề mà coi như là làm công á, thì ngươi sẽ được hưởng một bữa cơm sang trọng như ta. Rồi anh này nghe khói quá, được ăn là thấy mừng rồi. Và thế là anh ta, quý vị biết rằng 3 năm trời mà làm việc không có một lỗi lầm nào, đó là một cái điều mà thấy tuyệt vời. Tức là ở đây anh ta đã biết cái vấn đề mà và nhẹ tự điều thân chế ngự những cái thói hư tật xấu này, để cho khỏi phạm lỗi này, rồi có tàm có quý này, biết mình là người nô bộc này, là người làm công này, nghĩa là luôn luôn coi như là làm việc một cách rất là nghiêm túc. Mà đến nỗi 3 năm như vậy, thì khi mà người quản gia thấy rằng thời gian đã đến, 3 năm không có lỗi lầm, trình cho ông ba hộ. Và ông ba hộ giữ lời đó, nghĩa là nói với gia nhân là: ta ăn như thế nào, ta sử dụng bữa cơm này như thế nào, thì hãy làm với cái người làm công 3 năm này, phải tôn trọng họ giống như ta trong bữa ăn đó. Tức là cũng ăn mặc quần áo sang trọng, cũng tắm rửa nước hoa, rồi cũng có vũ nữ ca múa, rồi cũng có người đi cổ suý trong thành phố. Mà hôm nay cổ suý một cách đặc biệt. Alo, bà con hãy đi xem, một người nhà quê làm công không trong 3 năm để được một bữa ăn sang trọng. Thêm cái điều đó nữa, thường ngày thì ông bá hộ ăn thì bình thường, nhưng mà hôm nay một người 3 năm làm công không có lỗi lầm được ăn một bữa ăn sang trọng, thì cái điều này là một cái điều mà không ai nghĩ tưởng đấy. Rất là ngạc nhiên hiếu kỳ và để coi anh ta ăn như thế nào. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái anh kia, ông ba hộ, có tài sản, chỉ biết hưởng thụ, mà hưởng thụ như vậy rồi núi vàng cũng hết. Nhưng mà còn người làm công này sao? Khi tắm rửa, mặc y phục mới, rồi coi như cũng giống như cái tư cách con trưởng giả, chém chẹ ngồi trên cái ghế vàng, rồi lau tay rồi ăn toàn được xong, cầm cái bát cơm lên chuẩn bị để mà ăn,
À, thì lúc đó Đức Phật độc giác xuất hiện. À, ngài xuất hiện, à, đứng phía trước, à, mà anh ta dòm ra là thấy ngài. Mà khi thấy Đức Phật độc giác như vậy thì tự nhiên, à, một cái sự tính cảm phát sinh đến cái anh chàng là con và đói khổ trong một năm mới được bắt đầu này. À, đời sống ở nhà quê rất cực khổ, mà bây giờ 3 năm cực khổ mới được có bữa cơm này, mà bây giờ có vật thực này, có cơm nước này, mà cái đối tượng chính là một vị sa môn. À, thì tất cả anh ta quan hệ qua và xuống đánh lễ ngài, nhân cái phần vật thực mà ông Bá Hộ dành cho anh ta trong cái ngày hôm nay, tức là dân trọn cho Đức Phật. À, thì quý vị thấy cái ánh này, ánh thì giàu hơn là con Bá Hộ. Giàu đây là giàu thiện tâm. À, còn Bá Hộ giàu nhưng mà không có tâm thiện. Mà khi mà dân cúng cái phần cơm đó cho Đức Phật độc giác, Đức Phật phúc chúc, à, phúc chúc một cái câu phúc chúc mà chúng ta thấy rằng sẽ trở thành sự thật, đó là ý chỉ tăng bát chỉ tăng tung hằng khiếp và mèo và sấm ý chỉ tu. À, ngươi ước nguyện như thế nào thì sẽ thành tựu như thế đó. Bởi vì khi mà nhìn thấy Đức Phật, tâm ông vị này rất là hoan hỷ và quỳ xuống đảnh lễ một cách cung kính, người dân cúng phần Phật thực, tức là với tất cả tấm lòng. À, thì Đức Phật đã thấy được cái tác ý của cái anh làm công này, cho nên phúc chúc như vậy và biết rằng sẽ thành sự thật. À, và để cho niềm tin được tăng trưởng thì Đức Phật bay về núi gần tháp Ma Na Khóa, rồi bát cơm đó, một cái bình bạc đó mà vị Phật cho 500 vị Phật độc giác khác ở trong núi, và do thần thông của ngài để cho cái hành động này được tất cả dân chúng và chính cái anh chàng làm công này, à, được thấy luôn. Đó là một cái Phật lực mà rất là tuyệt vời. Rồi quý vị biết sao, người ta hoan hô khi mà coi như anh chàng làm công này dâng phần Phật thực đến cho Đức Phật, chịu nhịn, à, để mà dâng cơm đến Đức Phật, thì hành động đó hi hữu quá, người ta coi như thấy tuyệt vời quá, ta hoan hô. À, bởi vì sao? Đè nén được cái tâm tham, à, đã đè nén được cái vấn đề tham ăn mà dâng đến Đức Phật và còn hoan hô. À, khi mà hoan hô la lối to như vậy thì anh Bá Hộ anh ngồi bên trong đó, à, cái thằng nhà quê này nó không biết sử dụng, à, đồ của vương giả, không có tư cách để mà xứng đáng được ăn bữa cơm sang trọng của ta, cho nên nó vụng về thế nào để bà con la ó. À, mới sai gia nhân ra coi có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi gia nhân vô trình lại thưa ông chủ, một cái hành động hy hữu mà từ xưa đến giờ con chưa bao giờ thấy, cái gì vậy? Dạ, cái anh chàng làm công 3 năm mới được bữa ăn này, tất cả vật thực mà anh ta ăn, anh ta không có ăn mà đem dâng cho một vị sa môn. Hành động này đã làm cho dân chúng hoan hỷ, hoan hô tán thán. À, ông Bá Hộ mới giật mình đó. Trời, bấy lâu nay ta ăn uống sang trọng mà ta đâu có làm được một cái việc hy hữu như cái anh chàng nhà quê này. À, mới kêu anh chàng nhà quê vô, nói là thôi, anh đã làm được một cái phước rất là lớn. À, anh hãy chia phước đó đến cho tôi đi. À, tôi sẽ cho anh nửa cái gia tài. À, cho tài, tôi là Bá Hộ nè, thì cái tiền bạc của cải vàng châu báu gì á chia ra làm hai, anh sẽ hưởng phần nữa. À, anh hãy chia một cái phần phước mà anh đã bố thí đến Đức Phật độc giác. À, anh này cũng xa thú quan ý liền, cũng lên làm Bá Hộ như anh chàng kia này, cũng giàu có vậy,
Và cái việc làm này được đức vua Ngài nghe, dân chúng bàn tán, tán thán như vậy, cũng kêu anh ta vô, rồi phóng cho làm bảo. Quý vị thấy rằng cái vấn đề sẽ dị số cá tính sao, nhưng mà trong cái vấn đề quá khứ, quý vị có thể rằng 3 năm mà không phạm một lỗi lầm nào thì đó là một tự điều, điều thân. Tự điều, điều thân từ một anh chàng nhà quê hai lúa ha, được làm bá hộ ha, rồi được đức vua phong cho làm bá hộ. Quý vị thấy rằng cái quả báo nhãn tiền khi mà chúng ta làm chủ lấy chính mình, làm chủ lấy chính mình. Cũng như khi nãy Quan Thanh nói một cái câu mà chúng tôi nghe cũng nó giữ mình, giới nó giữ mình. Quý vị thấy ý kiến đó hay ha, giới nó giữ mình, tức là mình sống trong một phạm trù đó, mình biết đi theo cái khuôn khổ đó, cho nên gọi là tùy duyên thuận pháp. Chúng ta sống trong một môi trường tốt đẹp, từ cái môi trường tốt đẹp đó chúng ta vươn lên, từ ánh sáng chúng ta đi đến ánh sáng. Ơi, cũng hơi lố giờ rồi, quý vị hoan hỷ ha. Hôm nay rất là tuyệt vời, ý kiến của nhiều vị đã đem lại câu Phật ngôn này rất là sống động, rất là siết mấy ta điều hành chương trình rất là tuyệt. Siết kem cũng có ý kiến hay ha, nhưng mà hơi nhiều chút, nó tốn lại ngắn ngắn một chút á thì hay, nhưng mà nói nhiều quá thì hơi lòng thòng ha. Nhưng mà cũng đi vào cái trọng tâm của câu Phật ngôn này, đó là một điều mà chúng tôi thấy là quý vị hiểu biết về giáo pháp rất là thâm sâu. Xà thủ, xà thủ, với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui chuyển hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành quốc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nát sa chà quá chê nát số thị vũ hô tụ sa hà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật.